Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng là niềm tin yêu, là chân lý, là niềm tự hào của dân tộc. Chúng ta mãi mãi nhớ ơn công lao của Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta vượt qua thác gành cuộc sống. Dân Đảng ta tô ca quan họ là điệu múa mang màu sắc dân ca Kinh Bắc, được tông múa khu phố thành nhân thể hiện. Xin mời các quý khách quý và các đại biểu cùng xem. Điện thoại của tôi đang ở nhà. Đấy, ngày mai ngày mai mới được. Chưa? Hai cái giờ. Chưa có bạn.
được.